cô dâu thứ ba ở vị trí C. Dạ, lần đầu tiên vợ chồng em gặp nhau là trong tiệm nét. Lúc đó hai vợ chồng em chơi cùng tiệm nét, ngồi kế bên nhau luôn. Thì nhìn thấy ảnh chơi cái game mà em đang chơi, mà chơi cũng giỏi nên em rủ vô chung một group chơi á. Thì cũng chịu vô mà chẳng trả lời tiếng nào hết. Cái ấn tượng đầu tiên là đen xấu mà chảnh nữa nên em ghét. Cứ nói chuyện trên mạng thôi chứ cũng không có cảm tình với anh ấy. Mà sau thời gian thì em mới đăng một dòng trạng thái là thi lại 6 môn rồi. Thì ảnh mới tới nhà, ảnh kèm cho em để em thi lại. Thì ảnh tranh thủ cái thời gian đó để ảnh lấy lòng phụ huynh nhà em. Sau 3 tháng thì em đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Sơ sơ anh có thể đoán được chưa? Anh thử anh đoán thử xem. Bây giờ xin hỏi cô xe này, em làm nghề săn sóc da đúng không? Dạ. Theo em thì da đàn ông như thế nào là đẹp? Dạ, da đàn ông chỉ cần không bị mụn, không bị rỗ là đẹp. À, ví dụ như anh Quyền Linh là đẹp hay xấu? Dạ, trung bình thôi ạ. À, trung bình thôi. Dạ. Anh Quảng, sao anh có hỏi vậy anh? Cái gì? Tại vì da anh đẹp rồi. Da anh đẹp rồi, hỏi chi? Anh ác quá, anh cứ đè ta, anh hỏi mà anh hỏi da anh đẹp hay không? Da anh đẹp rồi. Da tôi ngoài nắng không mà sao đẹp được. Vậy thì em thấy da chồng em là đẹp hay xấu? Dạ, cũng được. Cũng được thôi phải không? Dạ. Nếu mà cho điểm từ 1 đến 10 em cho điểm mấy? Dạ, 3 điểm. Ồ, 3 điểm. Vậy là bằng da ngứa da anh Hoàng á. Vậy da xuống sắc lắm rồi đó. 3 điểm thì kém lắm. Kém lắm rồi, vậy là da... gái ta. Vị trí số 3. Lần đầu tiên mà em gặp vợ em á thì cũng chơi chung trên game. Nhưng mà thì thấy nhân vật của vợ em cũng xinh lắm. Xong cái em gửi yêu cầu em kết bạn. Kết bạn thời gian cũng cưa cẩm thời gian được hồi lâu. Cái em mới hẹn đi ra gặp nhau. Thì tới lúc em ra em gặp á thì em muốn té xỉu luôn. Đường mà đen thui à. Rồi còn cái tính cứ như con nít vậy á. Thời gian bây giờ á thì cũng đỡ đen hơn chút. Nhưng mà cái sự tức giận nó lấy đi cái tính trẻ con của cô ấy rồi. Giờ cứ nói hoài, càm ràm hoài, miệng lên gần tới đây. Bởi vì giờ em cũng thấy thương vợ em lắm. Nhưng mà cứ cái tập càm ràm là em ngán lắm rồi. Lên TV tố cáo nhau ghê quá. Sợ quá. Đấy, càm ràm, phụ nữ mà càm ràm cũng khó chịu lắm anh. Trong thời gian quen nhau, yêu nhau rồi lập gia đình á, thì cái kỷ niệm mà làm em nhớ nhất á là lần đó là hai vợ chồng em đi đường thì ghé đổ xăng. Rồi có một cô bé tới xin đểu. Nên em thấy khó chịu, em không cho. Thì cô bé đó mới hốt đất cát xong bỏ vô cái bình xăng của em á. Em tức quá em nhào vô em đánh luôn. Trời ơi, dữ vậy. Xong cái chồng em ôm cái con bé đó lại cho em đánh mà. Trời ơi. Mà miệng anh cứ là đừng có quýnh vợ tôi, đừng quýnh vợ tôi, bỏ vợ tôi ra. Là em nhớ nhất là kỷ niệm đó. Cái này không được nha. Chồng em lâu cá quá vậy. Ôm người khác rồi vợ mình đánh là không được nha. Mà còn kêu bỏ vợ tôi ra. Bỏ vợ tôi ra. Anh nào lâu cá quá vậy. Anh nào làm cái việc này. Anh nào chỉ thẳng mặt nha. Thì á, không có chỉ được đâu. Bây giờ thì hai đội, đội nhà và đội khách. Có thể hỏi các cô dâu thoải mái. Nhưng với các chàng rể thì chúng ta chỉ được chọn hai người để hỏi thôi. Không được hỏi người thứ ba. Tức là ảnh chỉ có mỗi cái việc là nhắc em, đôn đốc em. Chứ ảnh không bao giờ tự thân vận động để mà phụ em. Kiều Minh Tuấn, nếu mà người đàn ông vậy có xấu không Kiều Minh Tuấn? Trời ơi, xấu quá. Em là người vợ em bỏ luôn. Đàn ông mà đã có gia đình là phải là trụ cột của gia đình nữa. Đó, mình phải là chăm sóc vợ mình. Nói okay. Chung á, mấy người chưa có vợ nói dữ lắm. Ê, Tuấn nó nói như là diễn hài á. Anh Lê Hoàng có vợ nè, anh có làm biến không? Có nè, hỏi anh đi. Không hề. Hey, thấy Tuấn vừa rồi là nó nói kiểu diễn hài, nó không có tâm. Nói có tâm sao anh? Nói có cái tâm là giọng nó gọi là nó run run mà nó hồi hộp ở đây và nói mà cứ cười và nói. Nhưng mà theo anh, một người chồng đừng để vợ kể xấu là mình làm điều gì? Thì nói chung là chăm sóc ngoan hiền thôi. Có cái câu ca dao nổi tiếng là làm trai rửa bát quét nhà, vợ kêu thì dạ bẩm bà tôi đây, thế thôi. Mời vị trí số 3. Chồng em thì có 3 cái tật xấu. À rồi, 3 cái. Một nè là ở dơ nè. Ôi rồi. Tóc râu gì mà phải nhắc mới chịu cạo. Hai nữa là mê gái. À, mê gái thì ai có. 3 nữa là mê game nè. Có lần á em phát hiện á là chơi game xong rồi kết bạn với một cô bé. Rồi cái cô bé đó cũng biết là ông xã em có gia đình rồi mà vẫn nhắn tin rồi lăng nhăng.
Xong rồi em mới nói là bây giờ đưa điện thoại cho em tự liên hệ, cho em số chứng minh nhân dân, họ tên, số hộ khẩu, số điện thoại đi, em lập cho cái tài khoản để em chuyển tiền cho xài. Xong tới lúc đưa hết rồi em nói còn mà dây dưa với chồng em là 1 phút 30 giây có mặt ngay cái địa chỉ đó luôn. Nên từ đó tới giờ là cũng sợ sợ rồi, cũng bỏ bớt rồi. Không, cái vụ ở dơ hay ngộ ngộ ha, em có bị ghiền cái mùi hôi đó chưa? Trời ơi, nó ghiền bộ đi thiêu quen chậu vợ chồng quen hơi. Không, còn chị... mấy gái ai cũng mê mùi hôi đó khác. Nếu mà ghiền thì em nó đâu có đưa lên đưa. Còn thứ hai là mê gái được không? Được chứ, thì anh cũng vậy. Đàn ông thôi. Mê gái đâu ra? Mê gái có mức độ chứ anh. Đúng rồi, mình thích thôi chứ đâu có chuyện mê mà cứ nhìn theo hoài rồi chờ nhắn tin qua lại rồi gọi điện liên tục. Không được, giống như anh Lê Hoàng là tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xem năm chú rể thanh minh thế nào khi mà ba cô dâu kể xấu về mình. Vị trí tiếp theo. À, em thấy thì cái chuyện mà mê gái á, thì chắc là xui thôi anh. Tại nhiều khi cứ ở nhà với vợ á, cứ có số lạ điện vô. Mà giống như người ta cứ không chịu điện bằng số người ta đâu, điện số khuyến mãi không, người chục số em đâu có biết đâu em luôn. Mà mỗi lần mà có cái chuyện gì cái thấy số lạ cái hỏi con nào giờ này điện, con nào điện, cái nói cái em mới nói thôi giờ để anh nghe điện thoại đi anh mới biết con nào để mà anh trả lời cho em. Cái nói vậy là anh xác định được cái giới tính đó luôn á. Không, nó không có, anh nói theo em thôi. Cái bắt đầu vừa nói tới đó cái bóp bóp em liên tục giả như trời giáng vậy á, kêu biện minh. Cái hồi cái người ta không có điện nữa, cái xong cái em nói thôi để anh điện lại rồi anh chứng minh cho em biết là ai. Bây giờ em nói người ta cần người ta điện, người ta không điện nữa biết người ta hết cần rồi, vậy thôi. Còn cái chuyện mà mê ghê của em thấy như anh này cũng đúng, nó quá khắt khe. Em đi làm về mệt mà em trụ cột gia đình đúng không Tấn? Hồi nãy anh nói em là người đàn ông trụ cột gia đình. Em đừng có hỏi chứ biết trụ cột là cái gì. Sao em hỏi anh Lê Hoàng, anh Lê Hoàng đã có vợ rồi mới là trụ cột gia đình hả? Anh nói người đàn ông là trụ cột gia đình, em đi làm em cực khổ mà. Thì em về em cũng không có làm gì quá. Em có ý kiến thì anh thôi. Đi làm, vợ cũng đi làm, vợ cũng đi làm mà. Dạ thì việc nhà cũng làm chung. Có làm chung không? Có. Dạ, có. Không? Dạ thề đi. Dạ có, thề làm luôn. Làm gì, làm gì? Dạ thì chỉ vợ quét nhà. Dạ đi, dạ không làm. Ví dụ như em quét nhà thì vợ anh lau nhà. Nhưng mà vậy nè, cứ mỗi lần mà hai đứa làm chung á, cái bắt đầu tới lúc mà nghỉ mệt á, cái vợ em bay qua cầm cái điện thoại bấm Facebook, cứ lướt dèo vậy đó. Rồi rốt cuộc cái tới lúc mà em cầm cái điện thoại em tính mở nhạc nghe anh hỏi vậy em đúng không? Rồi mỗi lần mà em chơi game mà bị vợ em phát hiện á, nói chung khổ tâm lắm, tội nghiệp lắm kìa. Vợ em á hành hạ thân xác em chưa đủ đâu, còn đánh vô lòng em nữa. Đánh vô lòng. Suy nghĩ sao cầm cái điện thoại của em á rồi bẻ rồi cấu xé giống như thù hận nó bao nhiêu lâu vậy. Rồi cái xong cái cứ nắm cái đầu em giật ngược ra kêu nè điện thoại nè ăn luôn đi. Nói chung là tới thời điểm bây giờ thì em ăn được khoảng 3 cái. Nhưng mà có 1 cái nó còn sót. Dạ đây, em sử dụng hệ điều hành người nhện cũng được 2 ngày rồi. Tại mới vừa rồi giờ em mới làm. Mới làm thành cái màn nhện đúng không? Rồi dừng lại được rồi, nói hồi lộ à. Tôi vẫn có cái linh cảm là cô A với lại là anh số 3 nhiều hơn. Bây giờ chị hỏi nè, cái ngày đám cưới á, em tặng nhẫn cưới cho vợ em á, cái hình thù như thế nào em còn... Đó kinh tế cũng chưa có cao nên em tặng vợ em nhẫn cũng bình thường thôi chị. Cái ngày đám cưới là ngày nào? Dạ ngày đám cưới của em là ngày 11 tháng 12. Năm nào cũng nhớ năm không? Dạ năm 2000... Rồi thôi cho qua đi. Cái gì vậy? Dạ dạ tại gấp quá em không nhớ. Mời đội chủ nhà chúng ta chọn một cặp duy nhất. Chú nói khẳng định tôi chọn số 2 số nữa cơ. Đứng đây. Em đứng đây, em là nhân vật chính á. Dạ. Cái hành động của em nãy tặng hôm đây á, chị thấy nó sai sai, thấy nó thấy gượng sao á, thấy thương lắm. Bây giờ em thích tặng hoa cho vợ đúng không? Bây giờ hoa hồng hết rồi thì em lấy cái hoa gì cũng được. Rồi em tặng cho một người vợ em. Rồi chị muốn em tặng cô dâu à? Thì nhân chương trình này trước hai đội chơi thì cũng xin mượn lời thật của mình dành cho em. Anh yêu em rất nhiều và mãi mãi. Mắt hạnh phúc quá đi á, thiệt luôn. Lại có thể là cái linh cảm em sai, nhưng mà cái linh cảm em ở đây là khoảng là 90% là đúng. Lúc mà
em này kêu tặng hoa này cái mặt buồn hẳn trước mặt. Giống như là để coi ông nói cái gì. Ủa như vậy là có cảm nhận là thật hay là thật á? Xem như là mình đã cược một cặp rồi, chúng ta còn một cặp đôi nữa, mời đội nhà. Đó là cô dâu B và chú rể một. Đẹp đôi quá. Rồi, bây giờ xin mời đội khách. Khách thì đầu tiên Hoàng đoán cô dâu C và chú rể số 1. Lý do tại sao mình chọn? Tường với anh Hoàng bàn thì Tường chọn là cái anh số 1 là với cô B. Nhưng mà hồi nãy anh Hoàng nghe theo lời Tường rồi, bây giờ Tường phải nghe lại cái lời của anh Hoàng. Bởi vì anh Hoàng anh nói cũng có lý. Cái anh số 1 á, anh rất là ngông nghênh. Thì thường cái cô dâu là phải là cái cô hiền. Nãy giờ cô này cô ngồi im từ đầu. Cô hiền lắm, cô không có phát biểu, cô cũng ai ai hiền. Cô số 3, cô C. Cô số 3 của quýnh người ta mà cô hiền. Quýnh là nói ngồm mới thôi. Đây mình hồi nãy anh số 3 đó, anh nói là vợ tôi anh bắt ăn điện thoại, ba cái điện thoại luôn. Tại sao mà không nghi ngờ cái cặp C và số 3? Đúng không? Biết sao mà Tường đồng ý với anh Hoàng không? Tại thường cô dâu C có làm về thẩm mỹ. Thẩm mỹ là cô làm về cái gì đó đẹp đẹp, đúng không? Làm da đẹp, tại vì Tường cũng dạy thẩm mỹ, Tường biết. Mà thường mấy người đẹp lại thích cái gì nó lạ lạ độc lạ. Mà cái anh một một đó, cái anh đánh lạ lắm. Anh không hiểu anh vô cái thể loại gì á, lạ lạ. Thế mình nghĩ là cô C cổ lại là vợ của cái anh số 1 đó. À, là vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố trước một cặp vợ chồng. Đầu tiên, mời chú rể xuống, chúng ta sẽ nắm tay cô dâu. Đó là vị trí số 3. Đây là tên bên kia thua đúng không? Bởi vì chúng đâu có chọn. Thấy mình đúng đừng nữa. Dù sao mình có quyền có niềm tin đi anh ơi. Anh Hoàng bắt tay lấy hợp. Bây giờ nó này mới hồi hộp nè. Tôi mời cô dâu của hai cặp đứng lên. Và bây giờ xin mời cô dâu thật thứ hai đứng lên. Có ba người này là có ba. Đúng có ba luôn hả? Nhưng có điều có khớp hay không thôi. Đúng rồi. Không khớp cũng vứt đúng không? Nhưng bên kia là chắc chắn là tiêu rồi phải không? Tiêu rồi. Bên kia là mất. Không, bên kia trúng được con dâu. Một cái thôi à. Trúng một con dâu. Trúng được có một mà. À, bây giờ chúng ta vẫn còn chú rể xuất hiện. Nhưng mà khi chú rể xuống đây cũng chưa biết được có khớp hay không. Đúng rồi, trói ngoe hay sao. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả bốn chú rể đứng lên. Coi lại coi, nhìn coi. Chúng ta sẽ mời một chú rể thật sự của một trong hai cô dâu thật này. 1 Đây là 5. Anh nói là chưa có vợ. Trời ơi. Nè anh Hoàng, anh dòm 5 nè. Anh Hoàng, trời ơi là anh Hoàng. Từ nói sao? Em đã ghi rõ ràng ràng 5 C. Nè, bên đây cũng C 5 luôn. Rồi A3, A2 đồ. Thì sao không tuyên bố? Anh nói chung bàn, là bàn, những cái sự lẫn lộn mà mình cái dòng mà đưa vô bàn á nó dễ bị sai lắm. Bàn mới ghi số thôi, chị là bàn chị ghi cụ thể luôn, nội dung luôn nè, tại sao luôn nè, thiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ba chú rể kia. Chú rể số 1, anh có vợ chưa? Dạ em có vợ rồi. Ê, anh Hoàng anh sáng mắt ra nha. Đó bây giờ người ta chững chạc kìa. Dạ dạ em không có ở đây. Trời ơi nãy gì em nói gì vợ em. Anh số 2, anh có vợ chưa? Em chưa có gia đình, đang hẹn hò. Có hèn chi mà diễn quá trời diễn. Thấy chưa anh Hoàng, anh sai rồi anh Hoàng ơi. Anh may Hoàng quá. Anh số 4, còn em có gia đình rồi. Thấy chưa anh có Hoàng, mấy con rồi? Anh lại hai. Sai nữa. Hai con. Vợ anh có ở đây không? Không ạ. Vậy là nãy giờ đội khách và đội chơi hình như chúng ta chưa đoán ra được điều gì cả. Không, bên này vẫn thắng. Nhưng mà chưa chắc mà. Chắc rồi. Chắc rồi đúng không? Chúng ta sẽ đến với phút giây hồi hộp thưa quý vị. Cặp đôi vợ chồng nào là gương mặt phu thê? Cặp đôi vợ chồng nào là thật? Và chúng tôi xin mời cặp đôi đầu tiên là vợ chồng thật bước lên vị trí đầu tiên. Xin mời.
nào. Hai người hãy ôm hôn nhau để mọi người biết rằng đó là vợ chồng thật. Bên kia không chủ luôn. Rồi cả sao kia hứa gì vợ mình đi. Nhưng chương trình này anh xin hứa với em là anh sẽ bớt chơi game lại, chịu khó phụ em việc nhà, rồi không nhìn lung tung nữa. Em muốn anh bỏ game luôn chứ không phải là bớt nữa. Đó. Rồi sao có hứa không? Anh hứa anh sẽ bỏ game. Rồi. Quá hay. Như vậy là hai cặp đôi, đó là những gương mặt phu thê và hai cặp đôi thật trong ngày hôm nay quý vị. Như vậy là phần thắng không thuộc về đội nào cả. Giải thưởng ngày hôm nay thuộc về 8 nhân vật chơi ngày hôm nay, đó là 5 chú rể và 3 cô dâu.